Nút kim cương chưa được mở đâu chút mở. Ngày 17 tháng 9 năm 2019, kênh Pháp TV đã khiến cộng đồng YouTube Việt vỡ òa khi cán mốc hơn 10 triệu lượt đăng ký và chính thức nhận được nút kim cương YouTube đầu tiên tại Việt Nam. Nhóm thường cho ra loạt series phim ngắn, web drama và video âm nhạc thuộc các thể loại từ hài hước, hành động đến hài lãng mạn. Mặc dù hiện nay, làng hài Việt Nam đang rất sôi động với nhiều làn gió mới, tuy nhiên, Pháp TV đã chọn cho mình một phong cách riêng với chất giản dị và gần gũi để khán giả nhớ đến nhóm nhiều hơn. Pháp TV đã có rất nhiều sản phẩm hài mang nhiều ý nghĩa đến cho cộng đồng mạng. Bởi những clip hài nhẹ nhàng tình cảm đến những clip mang tính đả kích sâu cay cùng với những vấn đề nóng đang được diễn ra trong xã hội. Với sự nhiệt huyết, nhóm hài này đã dần khẳng định được vị trí của mình. Với sự thành công đó, mỗi thành viên trong Pháp TV hiện tại có cuộc sống khá giàu có và sung túc. Mỗi người sở hữu cho mình một cơ ngơi kinh doanh hoành tráng và hiện tại các thành viên Pháp TV tậu về cho mình siêu xe, biệt thự đắt tiền. Vậy bạn có tò mò về Pháp TV, tò mò về cuộc sống của các thành viên, sự phát triển và cũng như các thành viên Pháp TV giàu cỡ nào? Doanh thu khủng từ YouTube của họ là bao nhiêu không? Hôm nay hãy cùng Thế Giới Sự Thật khám phá 10 sự thật về nhóm hài giàu có và thành công nhất Việt Nam, Pháp TV. Sự ra đời của Pháp TV. Pháp TV. Forever alone people. Hội những người mãi mãi cô đơn. Còn có nghĩa như vậy. Funny action program. Chương trình hành động vui vẻ. Pháp TV được đạo diễn trẻ Trần Đức Viễn thành lập vào đúng ngày Valentine năm 2014. Lúc bây giờ, nhóm chỉ có 4 thành viên là Đức Viễn, Anh Tuấn, Ribi Sachi và Thái Vũ. Sau đó, nhóm có thêm sự góp mặt của Vinh Râu và Huỳnh Phương. FAP trong tên nhóm là viết tắt của Funny Action Program, hay cũng có thể tạm dịch là Forever Alone People, bởi đa số các thành viên ban đầu đều độc thân vui vẻ. Nhóm có định hướng phát triển đa kênh và nhắm tới 3 nhóm đối tượng chính gồm văn phòng, sinh viên và học sinh. Để duy trì hoạt động nhóm thời gian đầu, không ít các thành viên phải bỏ tiền túi để nuôi chi phí sản xuất. Đến tầm 5 tháng hoạt động, nhóm mới nhận về số tiền lương đầu tiên là 100 đô từ YouTube. Mỗi thành viên chỉ nhận 50.000 lấy lệ, còn 1 triệu để dành quay clip, thuê bối cảnh trong một ngày. Nhờ sự nỗ lực sáng tạo cùng những kịch bản hài độc đáo mới lạ đã giúp tên tuổi của nhóm ngày càng đi lên. Chỉ sau một năm, số lượng thành viên lúc ban đầu đã tăng lên hơn 30 người. Nhiều clip hài, sitcom của nhóm trên kênh YouTube cũng đạt triệu view, đến chục triệu view một cách dễ dàng. Năm 2015, Trần Đức Viễn chính thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Pháp TV, với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng. Chỉ sau một tháng khi thành lập Pháp TV, đã có sự góp sức của công ty giải trí Big Cat. Công ty này trở thành một cổ đông của Pháp TV. Đây là một công ty có thế mạnh ở các sản phẩm video, tiếp thị online và thương mại điện tử, từng sở hữu nhiều kênh YouTube giải trí lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, một số thông tin cho biết, năm 2018, Pháp TV đã mua lại lượng cổ phần này tại Big Cat. Pháp TV hiện đang hợp tác với Pops Worldwide để có thể bảo vệ bản quyền video, cũng như kiểm duyệt những nội dung sản xuất một cách chặt chẽ hơn. Hiện Pháp TV đang là đơn vị công tác với hơn 200 đối tác về các ngành nghề từ công nghệ, dược phẩm, game, v.v. Đúng là có công mài sát có ngày nên kim các bạn nhỉ. Những cái tên gắn liền với Pháp TV. Theo bạn, khi nhắc đến Pháp TV, bạn sẽ nghĩ đến những cái tên nào? Comment chia sẻ cho mọi người biết nhé. Trong suốt quá trình phát triển, Pháp TV đã gắn liền với nhiều thành viên mà khi nhắc đến họ thì sẽ nhớ ngay đến Pháp TV. Đầu tiên có lẽ là Ribi Sachi, Thủy Nguyễn, cô nàng duy nhất của nhóm từ những ngày đầu thành lập. Nhiều người sẽ ấn tượng với cô gái trẻ bởi khuôn mặt sáng, khá tươi trẻ và đôi mắt biết nói. Ngoài ra, cô còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, được nhiều người yêu mến. Vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cô đã từng tốt nghiệp chuyên ngành quản lý giáo dục, thậm chí từng đi dạy. Nhưng với niềm ước mơ nghệ thuật, Ribi Sachi đã chuyển hướng sang làm diễn viên tự do và là nhân tố sáng giá của nhiều thương hiệu thời trang, cũng như là các MV ca nhạc của các ca sĩ đình đám. Sau khi tham gia Pháp TV, cô nàng ghi dấu với lối diễn xuất biến hóa, từ nhẹ nhàng đến đanh đá, hay diễn hài tự nhiên. Chính nhân tố đó đã khiến cô nàng ngày càng nổi tiếng và có sức hút cực cao. Cái tên thứ hai là Thái Vũ. Anh tên thật là Vũ Phạm Đình Thái. Trước khi biết đến là một diễn viên hài, anh là một rapper khá nổi trong giới chơi nhạc underground với nickname là Black B. Cùng Ribi Sachi, Thái Vũ là hai diễn viên đầu tiên của nhóm hài Pháp TV.
Trước đây anh từng nổi lên với những clip hài trên mạng. Có câu trả lời rồi. Dù không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Thái Vũ thường tự cố gắng học hỏi từ những bộ phim hay từ những người đồng nghiệp đi trước. Mỗi lần đi quay, anh chàng cũng cố gắng thay đổi những lối diễn cho tự nhiên hơn. Quan sát Thái Vũ từ những ngày đầu tiên cho đến nay, có thể thấy anh chàng đã chững chạc hơn, làm chủ cảm xúc tốt hơn thời ban đầu. Mày mới vô nhớ một tháng em gần bị đuổi cùng 7-8 lần. Vinh Râu, cái hài bữa nhất khi nghe đến Pháp TV. Vốn là người yêu thích diễn xuất, thế nhưng Vinh Râu lại theo học chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, anh theo đuổi đam mê cá nhân, thành lập nên đội kịch Thiên Đường và duy trì hoạt động trong 4 năm. Cho dù gia đình không mấy ủng hộ anh theo nghiệp diễn xuất, nhưng Vinh Râu vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Dù trong bất cứ sản phẩm nào, anh cũng nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả bởi lối diễn di dởm, vô cùng thực tế và kịch bản đầy sáng tạo. Đặc biệt anh còn có khả năng giả giọng nhiều người nổi tiếng như Hoài Linh, Vân Sơn. Vinh Râu định hình tên tuổi của mình sau chuỗi series Quán Cà Phê Bất Ổn với nét diễn thành thật, ngô nghê nhưng duyên dáng. Trong bộ tứ thời kỳ đầu của Pháp TV, có lẽ Huỳnh Phương là người đi theo đúng con đường định hướng của mình khi từng tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Anh được đào tạo một cách bài bản, Huỳnh Phương có thể căng hết mọi vai diễn, từ dễ cho đến khó. Anh lấy được tiếng cười của khán giả ở lối diễn tự nhiên, chuyên nghiệp kết hợp với khuôn mặt đầy tấu hài của mình. Không những hoạt động trong Pháp TV, Huỳnh Phương còn tham gia nhiều chương trình hài như Thách Thức Danh Hài, Cười Xuyên Việt và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cho đến nay, Pháp TV vẫn luôn phát triển và nhiều gương mặt mới đã xuất hiện. Bạn còn yêu thích nhân vật nào ngoài bộ tứ này không? Chia sẻ dưới phần comment cho mọi người biết nhé! Sự thành công đáng nể. Sau những khó khăn ban đầu, series Quán Cà Phê Bất Ổn là cột mốc đánh dấu sự phát triển của Pháp TV. Sau khi được đăng tải, các video của Pháp TV nhanh chóng thu hút một lượng view cao, đưa tên tuổi của nhóm đến gần hơn với mọi người. Các hợp đồng quảng cáo cũng từ đó mà tấm nập ùa về. Chỉ sau khoảng một năm thành lập, nhóm đã đem về nút bạc YouTube đầu tiên và nút vàng sau một năm tiếp theo. Năm 2019, chỉ sau 5 năm thành lập, nhóm vinh dự trở thành kênh YouTube đầu tiên của Việt Nam, đạt 10 triệu người đăng ký và giành về nút kim cương danh giá từ YouTube. Các video của kênh khi đăng tải đều nhanh chóng đạt được hơn triệu view, trong đó video cao nhất là 47 triệu lượt xem. Không chỉ vậy, nhóm còn liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng, cũng như được đề cử trong nhiều hạng mục tại các lễ trao giải lớn. Năm 2015, tại Pops Award 2015, Pháp TV đã được đề cử tại hai hạng mục, kênh giải trí đột phá và kênh có giải thưởng có lượt xem nhiều nhất. Năm 2017, Pháp TV vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam, có mặt trong YouTube Rewind 2017. Đây là video thường niên do YouTube phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện, tổng hợp những trào lưu nổi bật nhất trên YouTube trong một năm. Cũng trong năm đó, tại lễ Influence Asia 2017, tổ chức tại Malaysia, Pháp TV đã nhận được giải thưởng Top kênh YouTube ấn tượng và có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam sau khi xuất sắc vượt qua các đề cử như An Nguy, Ghiền Mì Gõ và JV Evermind. Khi xuất sắc giành được nút kim cương từ YouTube, nhằm để tri ân giải thưởng đầy tự hào này, nhóm đã lên ý tưởng thực hiện live show đầu tiên Những Kẻ Khờ Mộng Mơ. Đây là một sự kiện tâm huyết, quy tụ nhiều lần đầu tiên của nhóm. Ngay từ khi thông tin về tham dự sự kiện được tung ra trên trang chính thức của Pháp TV, nhiều fan cứng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để săn vé. Mặc dù nhóm đã chủ động mở nhiều đợt đăng ký vé live show, nhưng vẫn không đủ đáp ứng số lượng người hâm mộ. Nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể mua được khi luôn trong tình trạng cháy vé. Nổi tiếng cùng với độ hút view cực khủng của các sản phẩm đăng tải, nhiều video của nhóm đã lọt top trending YouTube, thậm chí vượt mặt cả Sơn Tùng, ca sĩ thành công nhất nhì showbiz hiện nay. Thêm vào đó, nhờ các video tiếp cận được nhiều nguồn khách hàng tiềm năng, nhiều hợp đồng quảng cáo cũng đã tìm đến với Pháp TV, cũng từ đó đem về những nguồn doanh thu cực khủng cho nhóm hài này. Điều đó đồng nghĩa với việc các thành viên của Pháp TV đều có những sự thay đổi rõ rệt về cuộc sống. Những cái tên cộm cán của team đến nay đều đã có thể mua nhà, mua xe, cũng như có được những tài sản có giá trị cao mà nhiều người mơ ước. Đừng bỏ qua phần tiếp theo để biết các thành viên của Pháp TV giàu cỡ nào nhé! Các thành viên Pháp TV giàu cỡ nào? Khi có những hợp đồng quảng cáo đầu tiên, Pháp TV đã lồng ghép nó vào trong các video của mình. Tuy nhiên, điều đó khiến một lượng lớn fan cảm thấy khó chịu và lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, điều đó không khiến nhóm nản lòng mà vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Cái tiêu chí của tụi em làm là phải hài sạch, không có những cảnh nóng. Tại vì thực sự tụi em khoe cảnh nóng cũng không ai coi hết trơn. Không có những cái hình ảnh thô tục,
Vì để có những phản hồi tích cực nhất về các sản phẩm của mình, Pháp TV không dùng nhiều chiêu trò như cày view ảo nhằm tăng lượt xem. Bên cạnh đó, team còn chú trọng vào các nội dung vì nói không với các chủ đề phản cảm, lố lăng. Thế nên các kịch bản là phần chất xám quý giá của team. Thế nhưng Pháp TV cũng đã từng xé 30 tập phim và viết lại từ đầu chỉ vì nội dung không phù hợp với định hướng. Cho thấy được sự đầu tư kỹ lưỡng trong mỗi thước phim của kênh. Bạn đã xem các video của nhóm chưa? Và bạn thấy nội dung của họ thế nào? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Sự chăm chỉ sau vài năm đã có trái ngọt. Theo thống kê của trang No Influencer, mỗi video của kênh hiện tại có thể đem về doanh thu khoảng 1,3 tỷ đồng. Không chỉ nguồn thu từ YouTube, nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo cũng đem về những con số khủng cho nhóm. Với danh tiếng ngày càng vươn xa của Pháp TV, các thành viên trong nhóm cũng bắt đầu có những bước phát triển kinh doanh thêm cho mình. Nếu như thấy Vũ mạnh tay đầu tư hàng tỷ đồng cho sự nghiệp âm nhạc, cho ra những sản phẩm, MV chất lượng, bên cạnh đó là chuỗi cửa hàng gà baby của mình, thì Huỳnh Phương lại tập trung hơn vào mạng kinh doanh. Anh cùng với người anh Ngô Kiến Huy bắt tay mở phòng khám nha khoa, đem đến những dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp răng miệng. Chưa kể sau đó cả hai còn cùng với Tiến Luật mở thêm một thẩm mỹ viện tại trung tâm Sài Gòn. So với những thành viên khác trong Pháp TV, Huỳnh Phương có lẽ là người có nhiều hoạt động kinh doanh nhất. Cũng chính vì thế mà khi ở tuổi 27, anh chàng đã sở hữu một khối tài sản khủng. Anh nhiều lần khiến người xung quanh ngưỡng mộ khi tậu sở hữu Mercedes-Benz C200 tiền tỷ, mua quà cho bạn gái hàng trăm triệu đồng và du lịch nhiều nơi khi có thời gian rảnh. Khi được chỉ điểm, các thành viên của Pháp TV đã cho rằng cô nàng Ribi Sachi là người mới giàu nhất hội. Thậm chí Huỳnh Phương còn tiết lộ lương cô nàng một tháng bằng 3 người khác cộng lại. Năm 2020, cô nàng đã tậu cho mình một chiếc Mercedes-Benz E250 gần 2,5 tỷ đồng. Đạo diễn Trần Đức Viễn từng chia sẻ, có nhiều thành viên sau khi tham gia nhóm Hài Pháp TV đã có thể tự mua nhà, mua xe cho riêng bản thân mình. Một thành tựu rất đáng nể đúng không các bạn? Bạn có ấn tượng gì về nhóm Hài đầy tài năng này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Đừng quên đăng ký và ấn chuông để cập nhật thêm nhiều video mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!